cao, tác giả tự biên, các diễn viên Phú Quý giai ba quậy, Trường An giai vợ ba quậy, Kim Anh giai cán bộ phụ nữ, Châu Nhuận giai bà tám xì tim. Tiểu phẩm bắt đầu. Mày ra đây. Đã, phụ nữ ơi. Mày ra đây. Tôi sẽ đau bà. Mày ra đây coi. Ra đây. Tiền đâu mày đưa cho tao. Tiền đâu. Tiền đâu mày đưa tao muốn rộng tay. Tôi sẽ đau bà ông ơi. Không có tiền hả? Tiền đâu. Mày ra đây đưa tao ít tiền rồi tao ngưng đánh ngay, con mà không lòng tao dư coi chừng mày gãi răng. Tiền đâu mà đưa cho tao? Chuyện nhà mày bếp xếp là tao quýnh mày nữa cho mày biết á. Chị ba ơi, chị có nhà không? Ơi, ơi cô Lành qua kiếm tôi có việc gì không? Mời cô Lành vô nhà. Mời cô Lành vô, ngồi ghế. Chị em qua đây mời chị chiều nay đi họp. Sẵn ngân hàng chính sách có triển khai gì vốn vay cho chị em phụ nữ mình thoát nghèo với chị. Ủa mà sao nay mắt chị bị bầm đen vậy? Chị có sao không chị? Tại tôi sơ ý là bị té mà. Mà nếu có khoản vay á, cô ráng giúp giùm tôi để kiếm thêm thu nhập. Chứ tình trạng gì kéo dài hoài chắc chết quá hả cô ơi. Dạ chị, chiều nay chị ráng đi họp giùm em nha. Còn bây giờ em mới sang thăm chị Năm. Nghe đâu á chị bị chồng đánh gãy tay, bây giờ hội phụ nữ mới vào can thiệp. Chứ để tình trạng vậy kéo dài hoài đâu có được đâu chị. Trời ơi, khổ lắm cô ơi. Ai mà muốn vậy đâu. Nói ra thì xấu hổ thêm thôi à. Không có chuyện xấu hổ hết á. Tại chị không biết đó thôi. Sẵn tiện đây thì em nói chị nghe. Tại khoản 1, 2, điều 49 nghị định 167 năm 2013 quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn đồng đối với hành vi gây thương tích cho các thành viên trong gia đình, phạt tiền từ 1 triệu 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi dùng hung khí gây thương tích cho các thành viên trong gia đình. Nếu mà gây thương tích mà không kịp cấp cứu cũng bị phạt, còn nặng thì có thể phạt tù đó chị. Chị đừng có ngại, vì đó là quyền lợi của chị em mình. Sống trong một gia đình, vợ chồng phải bình đẳng, tôn trọng, con cái mới được yêu thương chăm sóc. Không ai có quyền đánh đập, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Mình phải biết đứng dậy đấu tranh để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình với chị. Yeah. Mà thôi, chiều nay chị ráng đi học giùm em nha. Còn bây giờ em mới sang thăm thầy chị Năm nữa. Dạ, yeah, thôi cô làm về. Tôi cảm ơn cô làm nhiều lắm nha. Yeah. Nhìn vợ người ta thấy phát ham vậy trời. Còn nhìn con vợ già nè, nó đẹp đạp xuống sông, trời biết luôn nha mày. Nè, tôi nói cho ông biết nghe, từ đây là sao ông có được quyền đánh tôi nữa. Nhỏ này ghét trời thôi. Thank you.
Chuyện nhà tôi mà bà xe vô hả, bà này nhiều chuyện lắm nè nha. Thôi cô tắm về đi, không thôi là ông quản lý không cô á. Không sao đâu con, cái vô trong nghỉ đi, cô nói chuyện với nó. Dạ, chị cô ráng khuyên ổng giùm con nghe cô. Bà, tối ngày bà cứ ăn nhậu rồi về đánh đập vợ con, nhà cửa ruộng vườn con cái mà cứ bỏ hết cho con vợ mình nó lo, đã vậy nhậu về còn đánh nó là sao vậy ba? Bộ cô tưởng con muốn gì lắm hả? Dịch cô quét tới con bằng ăn không có được, nuôi heo nuôi gà cũng lỗ, mà nuôi cặp thanh long á thì không có ai mua bán có được đâu. Nên con buồn quá mà con buồn về không con nhậu, mà con nhậu về con bực nó luôn. Trời đất ơi, gì lý do anh vậy mà đánh vợ mày đó hả? Để cô Tám nói chồng ba nghe. Trước khi chú mày bên nhà cũng như bay vậy đó, tối ngày cứ ăn nhậu rồi thì đánh đập hành hạ vợ con. Nhưng giờ chú cũng biết sai mà sửa rồi, cho nên con cô nói chồng ba nghe, con còn trẻ và bỏ rượu về đi con. Dạ. Làm lại từ đầu cũng không có muộn đâu con. Uống nước. Con sao vậy anh ba? Bởi gì vậy? Con thấy chóng mặt quá. Vậy xin chú chở đi đi để giúp cho cô trước á. Dạ dạ. Cảnh 2 tại nhà ba quậy. Ôi em, cậu kinh nha. Ngồi đây cho anh phục vụ nè. Trời ơi, ông nói thật tôi nổi nha gà. Thôi ông ngồi đây với cô Tám đi. Thôi. Để tự lấy được. Em cứ ngồi đi, anh phục vụ cho mà. Ngồi đây lấy nước nha, mời cô Tám. Trời ơi, có phải ổng không vậy cô Tám? Con cứ ngồi coi nó làm sao. Dạ, con chào cô Tám. Ủa làm cái hả con? Dạ, nay con nghe chị ba được xuất viện, con đang lên đích hoài là thăm chị. Sẵn tiện báo với chị Tư Phần là hồ sơ gia vốn của chị được thông qua rồi. Bây giờ gia đình chị có vốn ăn ăn rồi đó chị. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm nha. Nhưng mà tôi cũng còn hơi lo cô ơi. Cô Tám uống nước. Thôi, em đừng có lo. Anh hứa là ngày anh sẽ bỏ rượu cùng em để nuôi dạy con cái mà. Rồi mày nói vậy mấy bạn nhậu bỏ cho ai ba? Thôi cô Tám kẹo con hoài. Anh ba, anh ráng bỏ bớt rượu chè cùng với chị là mần ăn. Còn lo cho hai đứa nhỏ nữa anh. Chị cứ yên tâm đi, với số vốn lần này của hội phụ nữ á, tôi hứa là tôi sẽ cùng vợ tôi lo làm ăn để nuôi dạy con cái để gia đình được hạnh phúc già. Trời ơi, anh hứa thiệt không vậy? Chịu thay đổi là em mừng lắm rồi. Trời ơi, con mừng quá cô Tám ơi. Cô mừng hai đứa hơn tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, xây dựng một gia đình bình đẳng, tôn trọng, yêu thương nhau là quan điểm sống tốt đẹp của nhân dân ta. Nhất là trong xã hội hiện nay, một xã hội văn minh, tiến bộ, đề cao tính nhân văn và quyền con người. Các hành vi bạo lực gia đình cần phải bị lên án và bị pháp luật trừng trị thích đáng nhằm giảm thiểu tối đa các vụ bạo hành gia đình xảy ra tại nhiều địa phương, để lại những hậu quả thương tâm về tinh thần lẫn thể xác cho người bị bạo hành. Không có hành vi bạo lực gia đình để xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp, xin được đồng kính chào.